Ôi, à, một phát hết luôn chưa? Thế cứ nói em là Phát một rồi cái. mà. Không, một phát nữa. Sinh ra thêm là một hai thứ như những cái phần thuê cây này nữa. Cái này thì nếu mà để mà thuê thêm cả vác ấy thì đâu đó là tầm độ 500.000 nữa. Đấy, nhưng mà 500.000 đấy thì thôi hai ông cháu là tự bỏ sức ra để mà làm. Không mấy chuyến là hết rồi. Cho Lực xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nền nhà của hai ông cháu của bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực có đến đây nhưng mà không có bắt gặp là hai ông cháu ở nhà cả, và cháu Lực cũng đã hẹn là anh thợ để mà đi xuống để hộ để giúp cháu Lực là cưa. Còn về cái phần này thì là sẽ gọi là phát sinh thêm là cái này là thuê anh ấy để mà cưa của bác ạ. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi làm thêm là một số công việc để mà hộ cho hai ông cháu đúng không các bác. Mày đi đâu rồi ông? Đập lối bên kia. Thế đập lối đấy nó đi bên kia. À, thế đã anh Phong đã cưa được mấy tấm vạn tấm nào chưa ông? 6-7 tấm rồi. 6-7 tấm à? Ông gửi một lời chào tới các bác. Chào các chị các bác à. Ông là bây giờ đang đi hay là ở nhà ấy? Đang đi xem. Đang đi xem à? Đi đường nào không? Đi đường này. Đi đường này à? Lấy thuốc lào đi cho nó. Thuốc lào đi cho á? À. Cháu vừa mua một phép nước này rồi. Ông cứ cầm cả phép này đi. Đây này. Đây ông, cháu cầm đi. Mua một chút là nước 247. Vừa rồi thì điện cho anh thợ đây là anh ấy có dặn rồi cô bác ạ. Mày là đi sang bên kia không? Vâng. Sang nhà ông trẻ à? Nhà ông trẻ. À. Ông trẻ đập lỗ nhiều ngày lắm. À. Hay là nhà ông trẻ là nay gạt à? Vâng. Thế ông không đi giúp ông trẻ à? Không giúp được đấy. Ông thử về xẻ cây đi. À. Thế là hôm nay là xẻ cây là không đi được đúng không? Vâng. Thế tối nay có đi ăn cơm không? Chắc không đi đâu. Chắc không đi luôn à? Không hủi. Vừa rồi ông có vác được tấm nào ra chưa? Vác được năm. 6 tấm à? Được 6 tấm à? Một chuyến 3 tấm à, một chuyến vác được 3 tấm không? Vâng. Cái chỗ cây hôm nọ là ông chỉ đấy á? Vâng. May là cũng ở gần nhà này à? Nếu mà xa nhà quá thì lại vất vả đấy. Vâng. À, nhà chú bên kia là chắc là đập lúa rồi. Mượn cốc không? Ừ. Bắt nào bác nào? À. Ừ. Mà. Cá, và là rốt rồi mới dáng rồi. Vớt được rồi. Mà bác còn khâu ra bác nè. Ừ. Phần nào mấy bác? Cái tụt tướng như thế này, tốt nghe nó khẩn. Dạ vâng. Cảm ơn. Mùa này thì là mùa bà con mà đang gặt đấy cô bác, thành ra là ai ai cũng bận rộn ở ngoài ruộng, ngoài đồng. Nhà ông mình chưa đến gặt đâu nhỉ? Ừ. Alo. Mày á? Mới làm ra mồm mà đây mà. Hả? Thế nóng mà vừa mà thế nóng mà rồi. Mạnh cầm điện thoại của bác ạ. Gọi là Mạnh nghe. Ồ. Ôi, đẹp trai nhờ anh Phong nhờ. Oh, my God.
được nhiều chưa anh Phong? Có được nhiều chưa? Ông Phong đi có 2 tấm rồi. Hôm nọ ông bảo là còn chặt cây nào nữa? Hôm nọ ông bảo là chặt cây nào nữa, 2 cây à? 1 cây đủ không? 1 cây á? 1 cây liệu đủ không ông? Nếu không đủ thì chặt thêm á. Hôm nọ ông bảo chặt cây này à? Cái nó bỏ vớ mà. Dạ? Nó bỏ vớ lớn không được đây. Cái loại đấy thì biết vớ thôi. Thế nha. Cây ván này là của nhà ông bác ạ, chứ không phải là mua, mình chỉ mất tiền là thuê anh thợ là anh ấy cưa luôn. Vừa rồi ông bác được mấy tấm rồi à? 5 tấm rồi. Đây à? Đây thì chưa chưa đứt hẳn đâu nhỉ? Phía bên này thì là anh thợ, anh ấy đang cưa quá. Vừa rồi thì ít người quá nên là nhờ thêm các anh để mà kê nó thẳng không à, mới cưa được không bác ạ? Vớt từ đây nào vớt đấy. Đã lại đâu mà nó khuy rồi chưa hổ? Bắt tàu rồi. Bắt tàu tỏ bác. Bắt túm nè. Cưa được khúc đấy là khúc đầu thôi anh Phong. Khúc thứ 2 rồi đấy. Khúc thứ 2 rồi á. Ừ. Mỗi khúc là được 1, 2, 3, 6 tấm nhỉ? Khúc kia được 7 tấm. Khúc kia được 7 tấm á. Nhưng mà nó to hơn à? Bảy bảy ngàn đến đó là to lòng tới không bây giờ. Ừ, phải trừ đồ này. Hết dầu rồi anh. Ủa con này chắc là đắt tiền đấy nhỉ con này. Mười mấy triệu anh con này? Con em mua 12 triệu. 12 triệu á? Nhìn nó to quá. Giống nhau mà. Nhưng mà cái này có phải dùng để pha gì không? Có chứ. Có à? Pha nhất 2T mà. Pha nhất 2T nó mới cưa được à? Liệu mấy chỗ kia là có đủ không? À anh. Chắc không đủ. Cưa thêm à? Đấy ông mới vác được đi 6 tấm. Còn đây thêm 6 tấm có 12 tấm. Chỗ ông kia nó là cho là tầm 7 tấm đi. Những cái tấm ván này thì cưa xong thì có thể là mấy nữa tận dụng lại để làm một cái nhà bếp nhỏ nhỏ của bác ạ.
Ôi, có giật tiền đấy hả? Về phạm phố và hợp tiền vào đây bà. Ôi, hộp bố. Ta nôn nặng. Ôi, xin nếp mi nếp cao úp bay vòng. Ai hả, cái đây chắc thế. Cặp lẽ hả? Cặp lẽ. Đây với mẹ nè. Ủa vâng, cái cám xuống này vô đây mà nè. Dè à, mà tan xuống này không? Mà. Đấy, chút một số lắm ta. Vâng này tiêm luôn đấy. Đây luôn nó. Lấy cái cây này luôn. Đây. Ôi từ trúng chân của chị bây giờ. Cắm phôi mà, nó pin. Các anh phòng phôi mà. Tiêu với văn với. Tầm 10 cân thóc nhỉ, chỗ kia ấy. Này nếu mà không phải là anh em trong làng ấy các bác thì không có được đâu, nhưng mà gọi là may là anh em trong làng thì các anh cũng các anh không có bắt bẻ mấy. Ruộng của nhà anh ấy nhỉ. may là hồi trước hai anh em còn chơi với nhau ấy nhỉ, anh Phòng nhỉ. Lực cho mới lấy à? Anh làm hỏng chứ. Ông có kể là trước là chỗ này là có người rơi xuống đây chết ở ông? Già chưa ông? 85 tuổi à? Thế lăn từ trên này xuống không? Mấy ngày mới tìm thấy ông hay là tìm thấy luôn? 2 giờ chiều rơi xong là đến 7-8 giờ sáng mới tìm. 7-8 giờ, thế là cũng gần nửa ngày ấy nhỉ? Ô điểm ông bắt thầm nhưng mà nó pin nè. Ê, mà gặp tôi thầm tiền chỉ xử tới này à, xử tới. Xử tới này treo, cái này tôi xử treo luôn thì băn mê. Nè, xử treo này, tôi xử treo luôn thì lắm luôn mê. Tên là hơi trai phải phai, cái tôi xử thầm cho ông má rồi, chứ mấy ông chờ phải không? Ông má tướng không? Nè, anh Phòng năm à, 247 mà. Mà thằng nào vậy? Cây không nữa? 247 ấy. Tám. Về cái kia chuyển đó nó khai tan tay con chuyển lấy cả. Gần chẳng chẳng lắm ta. Gần từ đúng gần từ. Kéo con. Nhà mốc hút thu lâu. Ở ba ấy, cái chỉ đang được chuyển lấy. Có lái đâu mà đéo hoàn hoàn hết tiền nào. Bẻ khâu mới tiếp ba á. Ngồi xe lắc lên đó. Đây đây chỉ tay nó đi. Chỉ tay á.
nắm gặp rút lửa mấy đồng rút thầm lên toàn thầm ra gặp ta có dù thì há mày mai cho mấy ngày há là viên chứ tình lòng mỹ thì na sơ còn nhung cho nhà mới khọt thì à mới nên cái thứ tóc không mới thay lên nào thế là chứ phải tâm cứu cho em á cả thế nên phải cứu coi ăn ái mà tao nói giờ tao chỉ nhớ ông bà chân heo để ra để nghe tiếng nêu hoàn hoàn có hiến cho họ cũng lép bồ bà đuối lên con như trời á hốc hốc mai lên mày đuối lên chỉ cho gặp phải dèo téo cha lên lông lông mai sùng mày cắp phát làm sùng mày cắp họ đã làm nào ngọn là không còn hạt thóc ấy nhở anh nhở nhưng mà còn chỉ những hạt nào nó hạt lép lép thôi dính đất hết rồi vừa rồi thì ngồi nghỉ ngơi một chút cô bác, bây giờ thì lại tiếp tục là công việc mà cùng với lại anh Phòng là cưa như người bán. Để cưa xong tấm nào thì cháu Lực sẽ cùng ông là vác về tấm đấy luôn, để tránh trường hợp là để đây là sẽ bị mất. Cũng cách khá là gần, cách gần cũng ở gần nhà rồi cô bác, không phải cách xa mấy. Bác được mấy tấm không? Được 2 tấm đấy chứ? Bác được 2 tấm đấy chứ? Đây là 6 tỷ đấy nhá. Để đấy là gì? Bác được 3 tấm nào không? Vâng, đấy là được rồi. Cái nặng đấy. Vâng. Đi đường nào đấy ông? Đường đi đường. Đường này đi à? Không đi. Còn 2 khúc thôi, cưa nhanh lên anh Phòng ạ. Xong làm một tí cùng nhau bác nhé, Phòng nhé. Được thôi. Anh cưa đấy mà được thôi. Hai vợ chồng anh Phòng là trách nhiệm là cưa các bác. Còn về cái phần vận chuyển ấy thì cháu Lực sẽ cùng ông là tự vận chuyển thôi. Cưa được bao nhiêu thì sẽ vận chuyển bấy nhiêu. Gừng chỗ này ông trồng nhiều đấy ông nhỉ? Nhiều không được. Lấy cỏ nó. Rừng nhau thì có vẻ là có nhiều cây sơn quá không nhỉ? Vâng. Thế là có cây nhỏ, cây to nữa. Chịu to, đi đường này thôi. Đi đường này không? Ừ. Đi trước đi. Hồi may là nhà ông cũng tự có gỗ đấy cô bác. Nếu mà cái ván gỗ này mà đi mua thêm là cũng là một khoản ít nhất phải tầm độ 2-3 triệu đấy. Lúa ở nhà ông thì chắc là độ tầm tuần nữa mới nên gạt ông nhỉ? Vâng. Nhưng mà một tuần nữa thì chắc chắn là chưa có làm xong nhà đâu. Xong không? Tháng 5 hôm nay 18 rồi. Đây phải tầm 25. Tầm 25 ơm không? Ừ. À. Năm 26 thì nên gạt. Không cái này thì được rồi. Lúa của nhà ông thì năm nay thì thấy là tốt hơn cô bác ạ. Cái này là ông định làm gì đây? Lá này.
không đi làm cái lán á. Tôi cho để lấy cho quầy bục. Cũng đâu đó là được tầm 10 mấy tấm rồi các bác ạ. Cảm giác như là có con sâu vào sao, ngứa quá không ạ? Vừa rồi gọi điện cho Mạnh thì bảo là đang về rồi nhưng mà giờ là vẫn chưa thấy về các bác ạ. Được 12 tấm. Được 12 tấm không? Bên kia chắc đâu đó được tầm là được 12 tấm nữa. Đây là thuê anh thưa anh phòng là xẻ là mất là 700 nghìn đấy không ạ? Chấm à. Gọi là xẻ bao nhiêu cho nó bằng đủ cái đủ để mà mình ghép cốt pha thì là được. Ông cháu mình lại đi thôi không nhỉ? Thế là bây giờ chỗ nấu cơm hiện tại của hai ông cháu là chỉ còn nấu ở chỗ này thôi các bác này. Chỗ này rồi. Hai độ tầm mà. Nó còn thiếu một tiệm chấm pro, chưa mua được vật chế. Chưa mua được không? Thế cần lô lấy dươm nó dài dài xong bật phủ trên nó. Phủ trên á? Cái này là nhưng mà ông định lập lấy dơm lập á? Bây giờ một tí xong là lấy bật trên nó. Lấy bật phủ trên nhờ? Phía bên kia thì ông bảo là để làm gió về nó không bay à. Vâng. Để làm chỗ để trâu các bác ạ. Có vẻ như là gà ăn hết cái chỗ phân này rồi không? Vâng, kệ nó ăn thôi. Mấy hôm giờ sáng trắng thì không bắt được à. Vậy đi nó bay đi hết à. Ông thì cũng có trồng thêm cả lúa nếp này một chút rồi các bác này. Lúa nếp này thì bông nó rất là dài. Thế mà một tí cây kia không đủ đi lại cưa lại xẻ thêm cây nào không? Cây chầu đi nó không được rồi. Chầu không được. Cây chầu đi để bây giờ mình cưa sau này mình tận dụng lại để mà mình làm bếp nữa không ạ? Dưới gì rồi, có gì. Cây kia thì nếu mà chặt cây kia được thì tại thoải mái quá. Cây không dễ. Trên này có một cây được không? Mạnh là hôm nọ là đi hôm nọ là bị cái cây sơn này các bác này. Bị cây sơn thì như là dính phải hay sao ấy, xong là về đêm là bị sưng hết cả mặt lên. Đường này đi rồi xem. Dạ. Cái gì không? Đường này đi. À, anh thợ là cưa ở phần phía cây biên giới rồi, cho nên là phải đi đường này. Chỗ này có mấy cây to quá không? Cưa mấy cái này bớt đi này. Cái này còn nhỏ. Non quá thì không được. Cây dưới kìa. Dạ. Cây dưới kìa. Cái cây này là cây cối gì đâu? Nó là mấy hủ này. Cái cây có lông nhiều lắm. Cái này á? Như ở chỗ này có sâu ăn nhiều sao á? Cái cây nào cũng lá nó bị vơi vơi đi rồi. Lá nó... Oh,
ông trồng ở cái rau một đây à? Ra bên kia thì có vẻ như là bị sạt rồi các bác này. Ở trên kia thì có một ngôi nhà hay sao các bác ở trên này ấy. Mà nhìn thấy là chỗ này là hình như là toàn đất mượn sao ấy. Thế là nhìn chỗ nào cũng bị sạt. Bây giờ là phải ngồi nghỉ và đợi anh thợ một chút thôi. Dưới này có vẻ sâu đấy ông nhỉ? Dạ. Đắp bờ dưới này. Bây giờ giá rồi bây giờ nổ. Học hôn ạ. Học hôn rồi tiền tiền năm gì nổ. Chỗ này cũng được một ấm nước ấy. Này mà không cẩn thận lăn đi xuống cái kia là tít xuống khe suối đây phòng cẩn thận nhá. Hả? Vâng. Đâu rồi? Cao quá. Hả? Cao quá. Cao anh ấn xuống. Bà Lê thì tuần mấy hồ chói luôn. Ông còn đi hẳn đi xuống này để nhặt cái khúc gỗ kia về nữa. Để làm củi sao? À mày nó cũng rơi tít xuống đây, tít đây đâu nhỉ? Ông có kể rằng là trước ở đây là có một bà cụ là rơi xuống đây này. Chết luôn. Đến sáng hôm sau thì mới tìm thấy. Cẩn thận ông nhá. À một khúc bé tí rồi mà, đấy tưởng là khúc to chứ. Đây không? Được. Tận dụng về để mà làm củi ấy. Cái này là anh thợ là vẫn còn phải dùng cái này để mà cho nó chuẩn đấy các bác, sợ rằng là lạch chứ không cho nó miếng to miếng nhỏ nào, cho nó đều nhau mới được. Đây này lung lay thì đây này, hết lung lay chưa? Điện dưới thôi, tí anh cưa nó lại. Rất là bình thường, nó lại. Cái dưới này. Dưới cái này là phải. Đó. Thần dưới là thần dưới là phải. Ôi dồi, cái con đường đi ăn sao khắp thế nhỉ hôm nay. Trong, vào trong rừng này có con muối nhiều lắm. Này cái đấy là chủ của thần nhà ấy chứ. Ăn xương cho. Chắc là nhìn thấy anh có đầu mới này. Tận đâu? Đấy. Đây à? Ủa cái lá này ra cái. Đây à anh? Ủa, nó là thế đấy. Anh kéo đi. Có chuẩn không đây anh? Anh chẳng biết có chuẩn không? Cái này bà chẳng biết có chuẩn không? Thank you.
Ông là tranh thủ là hái luôn cả rau lợn đúng không bác ạ? Cái này thì có vẻ như là có rau lợn. Ôi ôi, không biết là ông hái loại nào đây. Hái lại làm rau lợn không? Hái cái này lấy cho lợn nào. Ồ, trên này có vẻ như có cây măng này. Sắp chuẩn bị là đến mùa có măng rồi không nhỉ? Suối này có con cua không? Suối này suối này người ta có bao giờ về soi ếch không không? À. May là không có bắt gặp là mạnh ở nhà nữa có bác ạ. Mạnh hôm nay là à, vừa rồi cái nhà mà nhà ông trẻ là cái à, là gạt đấy, nên là mình là đi ra bên kia luôn rồi. Lấy hết xong rồi anh Phong. Cái khúc kia thì có để được là 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7. Ủa tầm là được 7 miếng. Được tầm 7 miếng đó anh nhỉ? Ngồi đây đợi anh phòng cưa mà cũng muối đốt hết cả, sưng hết cả người rồi. Còn cái này là thêm một khúc nữa. Khúc này chắc là đúng đâu đó cũng được tầm là được 7 đến 8 miếng thôi. Khúc này thì hơi cong không nhỉ? Nếu mà chặt cây này hết, ông định chặt thêm cây nào ở bên kia? Chặt vẫn chặt loại cây này hay là chặt loại cây khác không? À, cây kia 2 đoạn nữa. Cây kia thì chắc là 2 đoạn thì mỗi đoạn là được tầm độ 4 miếng rồi. Cây bên kia xem anh Phòng sắp cưa xong cái bên này chưa. Ây à. Này anh chưa cưa cho đất à? Ôi chắc là cưa hết khúc này thôi mà thế.
Ông Quân thì cũng có mấy cưa là loại nhỏ hơn một chút cô bác ạ. Nhưng mà tuy nhiên là em Quân là còn chưa thể mà cưa được những cái tấm ván gỗ loại như này. Thành ra là Quân là không có xuống để mà cưa được. Cưa thì sợ rằng là hỏng cái cây ấy. Cái khúc này thì có vẻ là được nhiều tấm hơn anh nhỉ, khúc này không góc quá. Cái này để ra bên kia này, để em vác ra bên kia luôn. Dạ anh làm thật chứ anh? Anh sắp xong chưa? Xong là hộ em vác thôi. Nhẹ mấy khúc này lên này anh Phong ơi. Anh đỡ nhá. Em một phát mà quăng lên, cong lên luôn. Quăng lên luôn á. Người đâu? Một bực nữa. Anh Phong à. Nè, cái mà, ôi, cái mà. Con gì đốt củ đâu quá. Tủ nó đặt ra. Cuối cùng anh kia này chắc là anh phải trả công đấy nhở? À được, không sao. Không là hai vợ chồng anh làm gì kia được. Nhau một tí. Chờ một tí anh hộ em vác một tí nhá. Được. Em thử nào. Đấy, ui giời. Nó là nghề anh ạ, cái này. Anh thấy một mình em nhấc cái khu đấy lên không? Hai phòng. Đầu kia nó cao hơn thì nó trở nhẹ hơn à? Thì cái nào là đầu cây? Đừng nó bị lăn đấy. Mặc cái này cô, đến đây.
từ anh nó vẫn bị lăn đấy. Từ nhá. Anh ấy đẩy đẩy cái khúc này vào đi. Rồi. Thấy nha, thả nha. Thấy, anh cưa đi, thoải mái đấy. Cẩn thận tí nó lăn đấy nhá. Hú, lăn một mình hai vợ chồng anh khắc khanh thôi. Này là ba miếng là đâu đó được tầm là hơn 20 cân một chút các bác ạ. Ông còn lấy luôn cả dấu lợn về không? Khá đẹp ơi. Dưới kia là 12 rồi, 12 cộng với lại thêm là 6 nữa là 10, 18 rồi. 18 miếng rồi. 2 miếng nữa. Đây là 2 miếng là 20 miếng rồi. Nếu không đủ thì anh xem cây nào cưa thêm nhá. Không mà mình nữa anh lại mất công lại cưa một lần nữa ấy. Đường còn đi hạ khó khó nữa. May là không phải đi xa ông nhỉ. Nếu mà đi xa thì rồi hai ông cháu mình chỉ có là gọi là được một chuyến thôi chứ mấy. Còn là về cái phần cưa đấy cô bác, do là thứ nhất là không biết cưa nữa, thành ra là phải thuê anh phòng là anh ấy cưa luôn. Còn là về cái phần này thì không có trong không có trong hợp đồng. Đôi lúc làm nhà thì sẽ phát sinh ra thêm là một hai thứ như ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Tiết kiệm được nghìn nào thì hay nghìn đấy. Ông mà một tay rồi còn cầm rau lợn nữa. Ở trên đi vào trong rừng kia như kiểu là trời sắp tối đấy ông nhỉ? Ra bên này trời vẫn còn nắng không? Chỗ này thì được đạt tổng độ là 18 miếng rồi các bác ạ. Đấy, ông xem là tí nữa mấy anh thợ bảo là chưa đủ thì ông chỉ cây nào để mà chặt thêm nhá. Lấy cùng một loại gỗ này thì sau này nó mới mình mới làm được thêm là cái nhà bếp ông ạ. Cái này thì sau này là sau khi mà mấy anh em thợ là dùng làm ván xong các bác thì cháu Lực sẽ tận dụng lại để mà làm một cái bếp củi nhỏ nhỏ cho hai ông cháu nữa. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ đây rồi các bác, để cùng ông tiếp tục lên trên kia vận chuyển thêm nữa. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào các bác các chị nhá.
Ông thì người, ông thì đầu tóc này cũng dính hết cả bụi rồi. Cái bụi này thì ngứa lắm không ạ? Ngứa lắm, bị cấm mà.